Thưa quý vị và các bạn, mới đây, người dân thôn 4, xã Cư Ebu, thành phố Buôn Ma Thuột, nghe thấy tiếng la hét nên chạy qua nhà bà T thì phát hiện người này nằm chết trên vũng máu. Thông tin chi tiết ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021, công an thành phố Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an tỉnh Đắk Lắk, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra tại thôn 4, xã Cư Ebu, thành phố Buôn Ma Thuật. Theo cơ quan điều tra, Vụ án mạng xảy ra khoảng 4 giờ sáng cùng ngày. Người dân khu vực ở thôn 4, xã Cư Ebu, thành phố Buôn Ma Thuột, nghe tiếng la hét tại nhà của bà NTT, sinh năm 1953, nên chạy đến xem thì phát hiện người đàn bà này nằm gục trên vũng máu. Người dân đã trình báo chính quyền địa phương và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên, bà T đã không qua khỏi. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt ngay kiểm tra hiện trường, khám nghiệm pháp y và truy tìm nghi can. Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân có nhiều vết thương Tại hiện trường, cơ quan điều tra bắt giữ một nghi can và người này là con của nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi can này và tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi để cập nhật những tin tức thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.